tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Con đem hết lòng thành kính Đức Bhagava đó, Ngài là bậc Arahant cao thượng, được chứng qua chánh biến chi do Ngài tự ngộ không thầy chỉ dạy. Con đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Bhagava đó, Ngài là bậc Arahant cao thượng, được chứng qua chánh biến chi do Ngài tự ngộ không thầy chỉ dạy. Con đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Bhagava đó, Ngài là bậc Arahant cao thượng, được chứng qua chánh biến chi do Ngài tự ngộ không thầy chỉ dạy. Một đàng saranam gacchami, con đem hết lòng thành kính xin quy Phật. Đàm mang saranam gacchami, con đem hết lòng thành kính xin quy Pháp. Sang khang saranam gacchami, con đem hết lòng thành kính xin quy Tăng. Dutiyami Buddhang Saranam Gacchami, con đem lòng thành kính xin quy y Phật lần thứ nhì. Dutiyami Dhammang Saranam Gacchami, con đem lòng thành kính xin quy y Pháp lần thứ nhì. Dutiyami Sanghang Saranam Gacchami, con đem lòng thành kính xin quy y Tăng lần thứ nhì. Tatiyami Buddhang Saranam Gacchami, con đem lòng thành kính xin quy y Phật lần thứ ba. Tatiyami Dhammang Saranam Gacchami, con đem lòng thành kính xin quy Pháp lần thứ ba. Tatiyami Sanghang Saranam Gacchami, con đem lòng thành kính xin quy Tăng lần thứ ba. Buddhang Saranam Gacchami, con đem lòng thành kính xin quy Phật. Dhammang Saranam Gacchami, con đem lòng thành kính xin quy Pháp. Sáng khăn xa la năng khát chá mi, con đem hết lòng thành kính xin quy Tăng. Đô ti yam pi bu tăng xa la năng khát chá mi, con đem hết lòng thành kính xin quy Phật lần thứ nhì. Đô ti yam pi tham măng xa la năng khát chá mi, con đem hết lòng thành kính xin quy Pháp lần thứ nhì. Đô ti yam pi sáng khăn xa la năng khát chá mi, con đem hết lòng thành kính xin quy Tăng lần thứ nhì. Ta ti yam pi buddhang sa la nang khat cha mi, con đem hết lòng thành kính xin quy Phật lần thứ ba. Ta ti yam pi tham mang sa la nang khat cha mi, con xin quy Pháp thứ ba. Ta ti yam pi sang khang sa la nang khat cha mi, con đem hết lòng thành kính xin quy Tăng lần thứ ba. Tỳ sarana kahanam paripunnang, phép quy tâm bảo tròn đủ chỉ có bao nhiêu? Ama phan te dạ xin vơ. Ba na ti ba ta, vệ ra ma ni sa kha ba đăng sa ma ya mi. Con xin vâng dự điều học là có ý tránh xa sự sát sanh. Adina Dana Veramani Sekha Padang Samadhyami. Con xin vâng dự điều học là có ý tránh xa sự trộm cắp. Kame Sumichaha Chara Veramani Sekha Padang Samadhyami. Con xin vâng dự điều học là có ý đánh xa sự tà dâm. Mu sa wa da vệ ra ma ni sa kha ba đăng sa ma ya mi. Con xin vâng dự điều học là có ý đánh xa sự nói dối. Su ra me ra ya ma cha pa ma da tha na vệ ra ma ni sa kha ba đăng sa ma ya mi. Con xin vâng dự điều học là cố ý tránh xa sự dễ uống rượu và các chất say. Panati pata viramani sikha padang samadhiyami. Con xin vâng dự điều học là cố ý tránh xa sự sát sanh. Adinna dana viramani sikha padang samadhiyami.
Con xin vâng giữ điều học là quý chánh xa xứ chồm cáp. Ca mê su mi cha cha ra vê ra ma ni sê kha pa đăng sa ma thi ya mi. Con xin vâng giữ điều học là quý chánh xa xứ tà dâm. Mu sa wa da vê ra ma ni sê kha pa đăng sa ma thi ya mi. Con xin vâng giữ điều học là quý chánh xa xứ nói dối. Sura me raya macha pa ma tha tha na ve ra ma ni sikha pa đăng sa ma thi ya mi. Con xin vâng giữ điều học là quý chánh xa sự dễ dối uống rượu và các chất say. I ma ni ban cha kha ba da ni sa tu gan ka ta wa ma ma de na ni cha ka lăng sam ma ra ki tap bang. Như thiện tinh nên thọ truyền ngũ giới này sẽ được trong sạch với vẫn giữ hành theo cho đến trọn đời chẳng nên đi vui. A ma phan tê dạ xin vâng. Sĩ la na su ca tanh danh tí sĩ la na phô sa ba đa sĩ la na niệm của tanh danh tí ta ma sĩ la ngôi sô tha dê. Các chúng sanh được sanh về cõi trời cũng nhờ giữ giới, các chúng sanh được giàu sang cũng nhờ giữ giới, các chúng sanh giải thoát nhập niết bàn cũng nhờ giữ giới. Bởi các cơ nên chư thiện tinh phải ráng thọ trì giới luật chứ được trong sạch, đừng có lâm nhơ. Sa thu sa thu lành thay. Giờ thay mặt đại chúng trong rung con xin được thành kính tri ân đại đức minh hạnh đã từ bi hoan hỷ truyền tam quy ngũ giới đến hàng phật tử chúng con với lòng thành kính làm lễ tám chức tam bảo tụng kinh và thọ trì quy giới. Phần phước phát sanh lên chúng con xin hồi hướng đến các vị huân thầy tổ ông bà cha mẹ thân bằng quyến thuộc nội ngoài hai bên của chúng con đã quá vãng, cầu mong cho các vị ấy tùy hỷ phần phước này rồi được tái sanh về nơi nhàn cảnh bằng đã tái sanh vào nơi an vui nào rồi thì sự an vui càng thêm tăng tiến. Do phước báu mà chúng con đã trong sạch làm đây hãy là món duyên lành để chứng đắc a la hán thánh đạo thánh quả niết bàn, diệt đoạn tuyệt mọi phiền não ngũ ngầm nơi tâm. Nam mô Phuttaya, nam mô Thammaya, nam mô Sangkhaya. Và kính bạch chư đại đức tăng, kính thưa quý tu nữ cùng toàn thể đạo tràng, và sau phần lễ bái tam bảo tụng kinh thọ trì quy giới, và hôm nay là ngày chủ nhật là ngày ôn bài hàng tuần, hôm nay chúng ta sẽ ôn bài học từ pháp cú kinh 116 tới 118. Patthana chưa thấy cô Như Pháp vào room, biết cô Như Pháp có nghe có vào room được không ạ? Có xích có nick Hồng Nhật mà không thấy Nhật Huỳnh, với cô Như Pháp có vô được không đấy nữa. Dạ, để không cai con kính là lễ đại đức Tịnh Đạt vừa đã quang lâm đạo tràng. Dạ, để trước khi mở đầu bài huấn tập hôm nay, con xin được thay mặt đại chúng trong room Tịnh Pháp Sư trước thật ra là cô tu nữ Như Pháp nhỉ, không thấy cô tu nữ Như Pháp à. Con xin được thầy mặt đạo tràng thiền pháp sư ạ. Brahmacaloka thi pati saham pati katan yarian thi varang aya jata san tita satta parayaka chatika te se tu thamang anukam pi mang pa chang sattama piring vinanyaka yang sutan cha pandanga phi tham ma cha mang a cô ta dành tô cha tu sắc cha đan đang pa phô tha nai ye pa ri sa ya ma che e vang sa ham pa ti pram ma pa ka wan tam a ya cha tha tun hi pa ve na tam phu tho ka run ye na thi va sa ya tan na bu tha ya pa de na mi kha da yo ta to kha to Pan cha wa kaya da yo nai ye amang pa ye si tham ma to. Ta to pa phu ti sam phu to wa nu na tham ma te sa nang. Ma ka wat sa ni te se si sa ta nang.
อัตถสิตตังเตนะสาธุโยภันเตเตเสทุธรรมเทศนังสัพพยิทธาปริสายานุกัมปัมปิกาตาเว Phạm thiên vẫn đang ẩm ngồi khẩn khoản Phật nhầm lời nhưng chẳng gì hơi Quyết lòng mở đạo dạy đời Nhắm vườn lộc giả ngài rời chân sang Thuyết pháp đổ các hàng đệ tử Có năm thầy chính giữ pháp từ Đó là nhóm Kiều Trần Như Được nêm hương vị hữu dư Niết Bàn Rồi từ đó mở mang giáo pháp 45 hạ giáp vẹn toàn Một lòng chẳng thối không mòn Những điều lợi ích hằng còn lâu năm Cả tam giới thừa ân phổ cập, đám mưa lành rưới khắp thế gian, bởi nhân cơ tích rõ ràng, thỉnh ngài thuyết pháp nói đàng từ bi, chúng con ngồi khắp chốn ni, tôi mê cầu đàng chi chi vẹn toàn. Dạ, Nam Mô Bổn Thầy, dạ, con đã thay mặt đại chúng. Tỉnh Pháp Sư, Vát Thanh Na thấy cô Như Pháp vào room rồi. Chắc Vát Thanh Na xin được mời, kính mời cô Như Pháp cầm mic. Đại lễ chư Đại Đức Tăng, chào Đạo Tràng, lời thỉnh Đại Đức Tịnh Đạt. Vát Thanh Na xin được kính mời cô tu nữ Như Pháp ạ. Dạ, sa thủ kính cảm ơn Quỳnh Bất Thành ạ. Nam mô Bụt Thầy giá, Nam mô Tham Ma giá, Nam mô Sang Kha giá. Con thành kính đảnh lễ ơn Đức Tam Bảo, ơn Đức Phật, ơn Đức Pháp, ơn Đức Tăng. Dạ, cảm ơn Quỳnh Bất Thành ạ cho biết được tín hiệu. Dạ, con xin sám hối với Đạo Tràng. Dạ, do máy con nó bị trục trặc một chút xíu. Con thành kính, con tôi nữ Như Pháp thành kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh. Đại Đức Tịnh Đạt cùng chư tôn đức hiện diện trong đạo tràng. Dạ cảm ơn cô Rạng Đông cho Như Pháp biết được tín hiệu. Như Pháp kính lễ với bà, với cô tu nữ. Như Pháp kính lễ cô tu nữ Tệ Duyên. Như Pháp kính chào Vinh Vá Tha Ná. Kính chào Mahara Chá. Kính chào Thăm Má Su Cá. Mến chào Thi An Lạc. Kính chào Buồn Bỏ. Mến chào cô Rạng Đông. Kính chào IQM đó, kính lễ cô tu nữ Phúc Hạnh. Kính chào anh chị Phan Quang Liêm, kính chào Võ Thanh. Mến chào cô Cẩm Vân. Một lần nữa con thành kính đảnh lễ chư Tôn Đức và Như Pháp. Kính chào Đạo Tràng. Dạ, bây giờ thì Như Pháp kính mời Đạo Tràng có thể đưa bàn tay của mình xinh đẹp lên để ôn lại bài kệ câu ba câu khúc của kinh ngày hôm nay. Dạ, kính mời cô tu nữ Phúc Hạnh, cô tu nữ Tuệ Duyên. À quên, con xin hỏi, con té mái trễ nên con xin hỏi với sư. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy giá. Dạ, Quỳnh Bất Thanh Ná đã thỉnh Pháp Sư rồi, nên con quên. Dạ, con sám hối với Đại Đức Tịnh Đạt. Dạ, cảm ơn cô Rạng Đông nhắc. Dạ, bây giờ thì con xin thay mặt Đạo Tràng cung thỉnh Đại Đức Tịnh Đạt. Dạ, điều họp chương trình ôn tập ngày hôm nay là ba câu pháp cú kinh 116 đến 118.
Như pháp kính chúc đạo tràng một buổi ôn tập được an vui tiêu hóa. Dạ con kính dâng mít kính sư, con sám hối với sư ạ. Dạ Nam Mô Bụt Tha Giá. Dạ con kính đảnh lễ chư tăng, thượng tọa Minh Hạnh và toàn thể quý vị có mặt ở trong diễn đàn Pháp Cú Kinh. Dạ cảm ơn quý vị cho biết tín hiệu âm thanh tốt ạ. Và ngày hôm nay thì diễn đàn Pháp Cú Kinh chúng ta sẽ tiếp tục buổi ôn tập cuối tuần phẩm mới là phẩm Papawakka, phẩm ác, từ câu số 116 đến câu số 118. Và bây giờ quý vị đã sẵn sàng thì chúng ta sẽ bắt đầu cho buổi sinh hoạt ngày hôm nay. Arahang samma sambuddho bhagava buon thang bhagavan tang abhivademi sokhato bhagavata dhammo dhammang namassami supatipanno bhagavato savaka sangho Sankhang Namami. Dạ Nam Mô Bụt Tha Giá. Một lần nữa con xin đảnh lễ chư tăng và tất cả quý vị đang hiện diện diễn đàn Pháp Cú Kinh. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục với ba câu kệ ngôn Pháp Cú 116, 117 và 118 của phẩm ác Papawakka. Đối với phẩm ác thì chúng ta cũng không phải là nghe cái tiêu đề, cái tựa đề là cái phẩm ác, nó không phải là nói về cái gì khác mà nói về cái việc làm ác, cái việc làm lành, cái kết quả của việc làm lành hay là hậu quả của việc làm ác. Thông qua đó mà chúng ta sẽ có nhiều cái bài học khác nhau, bài học kinh nghiệm thực tế của các vị tiền bối đi trước, thì chúng ta sẽ đọc tụng lại phần kệ ngôn như là cái duyên sự tóm tắt. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu ạ. Papawakka, phẩm ác, câu số 116. Abhithare tha kalayane papa cittang niwaraye dantan hi karoto bunyang papa saming ramati mano. Abhithare tha kalayane papa cittang niwaraye dantan hi karoto bunyang papa saming ramati mano. Hãy gấp làm điều lành, ngăn tâm làm điều ác. Ai chậm làm việc lành, ý ưa thích việc ác. Hãy gấp làm điều lành, ngăn tâm làm điều ác. Ai chậm làm việc lành, ý ưa thích việc ác. Câu số 117. Ba ban che bu ri so ka ji ra na tăng ca ri ca di ra bu na bu năng na tam hi chan đăng ca di ra tha du khổ ba ba sa u cha yo
Ba ban che bu ri so ka yi ra na tang ka yi ra bu na bu nang na tam hi chan dang ka yi ra tha du kho ba ba sa o cha yo. Nếu người làm điều ác, chớ tiếp tục làm thêm, chớ ước muốn điều ác, chứa ác tất chịu khổ ác, chớ tiếp tục làm thêm, chớ ước muốn điều ác, chứa ác tất chịu khổ. Câu số 118. Bốn nhân chê bú rì sô ca di ra ca di ra năng bú nạp bú năng tâm hi chàn đăng ca di ra tha su khô bún nha sa ô cha yô. Bún nhân chê bú rì sô ca di ra ca di ra năng bú nạp bú năng tâm hi chàn đăng ca di ra tha su khô bún nha sa ô cha yô. Nếu người làm điều thiện nên tiếp tục làm thêm, hãy ước muốn điều thiện, chứ thiện được an lạc. Nếu người làm điều thiện nên tiếp tục làm thêm, hãy ước muốn điều thiện, chứ thiện được an lạc. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy Giá, bản Việt ngữ của Ngài Hòa Thượng Minh Châu. Dạ, cảm ơn bác Bụt Thầy Ná đã hỗ trợ Boss Bài. Và ngày hôm nay thì chúng ta quay lại với cái sinh hoạt như trước. Chúng ta sẽ có ba câu kệ ngôn pháp cú 116, 117 và 118. Với ba câu kệ ngôn này thì chúng ta sẽ thấy rằng có liên quan đến cái việc mà Đức Phật Ngài sắp tấn nhắc nhở về cái việc mà làm ác hay là việc làm thiện. Thì những cái câu kệ ngôn này thì chúng ta đã từng được học, từng được nghe các vị giảng sư giảng dạy, cũng như là cái duyên sự ý nghĩa đối với cuộc sống của một người xuất gia hay người tại gia. Thì chúng ta sẽ có nhiều cái thuận duyên cũng như là những cái trở ngại khác nhau trong cái con đường mà làm cho cuộc đời mình được nhiều cái tốt đẹp hơn. Đó là việc mà ngăn chặn các cái điều ác, hạn chế các cái điều ác từ thân khẩu ý, cũng như là làm sao để tạo cái cơ hội gieo duyên các cái công đức, làm các cái điều thiện, điều lành qua thân khẩu ý. Thì chúng ta sẽ học được một phần nào ý nghĩa, cũng như là một phần nào kinh nghiệm của những cái vị xuất hiện ở trong cái phần chú giải được tóm tắt trong nội dung ôn tập ngày hôm nay. Bây giờ thì xin mời tất cả quý vị chúng ta sẽ đọc lại phần chánh kinh, phần Việt ngữ của Ngài Hoàng Minh Châu, cũng như là phần tóm tắt cái duyên sự, để chúng một lần nữa nhắc lại, ôn lại, làm cho chúng ta có nhiều cái suy gẫm, cũng như là nhớ được nhiều trong cái bài học mà chúng ta đã từng học. Bây giờ thì xin mời tất cả quý vị chúng ta bắt đầu cho cái buổi ôn tập này ạ. Vị đầu tiên thì xin mời cô Rạng Đông. Dạ, xin mời cô Rạng Đông cầm mic ạ. Sa thú lành thai, con thánh kính tri ân đại đức Tịnh Đạt. Con kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo, ân đức Phật, ân đức Pháp và ân đức Tăng. Con kính đảnh lễ chư tôn đức trong đạo tràng. Con kính đảnh lễ đại đức Tịnh Đạt, cô tu nữ Phúc Hạnh, cô tu nữ Tệ Duyên. Con kính chào đạo tràng. Sau đây con xin chọn câu pháp cú số 116. Á phích tha rê tha càn gia nê pa pa chít tăng ni hòa ra dê đăng thành hi ca rô tô bùn pa pa s minh ra ma ti ma nô.
Arvittare ta kanyane pa pa chit tăng ni hòa ra dê đăng thành ni ca rô tô bùn nhăn pa pa smin ra ma ti ma nô. Hãy gấp làm điều lành, ngăn tâm làm điều ác. Ai chậm làm việc lành, ý ưa thích việc ác. Hãy gấp làm điều lành, ngăn tâm làm điều ác. Ai chậm làm việc lành, ý ưa thích việc ác. Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ, thưa sau đây con xin kính đọc duyên sự tóm tắt của câu số 116. Hai vợ chồng kia, mỗi người chỉ có riêng một cái quần và một cái áo, chung chia nhau mặc. Lúc vợ mặc áo thì chồng không mặc, lúc chồng mặc thì không kia. Người chồng mặc áo đi nghe Đức Phật thuyết pháp và lấy làm thỏa thích, phát tâm muốn dâng cái áo duy nhất của hai vợ chồng anh. Nhưng anh bị tâm luyến ái chế ngự, suốt đêm ấy anh chiến đấu chống lại tánh dị kỷ của mình. Cuối cùng anh reo lên: ta đã thắng, ta đã thắng. Và chạy đem dâng cái áo. Câu chuyện đến tai vua, vua khen ngợi và ban thưởng anh xứng đáng. Sau đó Đức Phật đã giải thích qua sự việc của ông Bà La Môn có quả trổ sanh tức thì. Nếu như ông bố thí không bị lý ái cản trở thì quả trổ sanh còn thù thắng hơn. Bởi thế trong việc tạo thiện nghiệp, hễ tâm khởi lên muốn làm lúc nào nên làm ngay lúc ấy, đừng trì hoãn. Làm lành mà chậm trễ thì quả phước phát sanh cũng chậm trễ. Do đó khi tâm vừa muốn phát sanh, muốn tạo thiện nghiệp thì phải nên làm ngay lập tức, đừng hẹn lại. Dạ hết. Con kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh đã trở lại đạo tràng. Dạ, kính mời cô Cẩm Nhân tiếp ạ. Dạ, sa thú kính cảm ơn Sư Trạng Đông. Nam mô Bụt Thà Giá, Nam mô Tham Mà Giá, Nam mô Sân Kha Giá. Con kính linh lễ Đức Phật, con kính linh lễ giáo pháp, con kính linh lễ Đức Tăng, con kính linh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh Đại Đức Tịnh Đạt cùng chư Tôn Đức. Kính chào quý cô tu nữ cùng quý đạo hữu trong room. Con xin đọc ôm câu kệ số 117. Ba bạch chê phú rí sô cá rí cá dí ra. Ná năng cá dí ra, phú ná phú năng. Ná tăng hí chằn cá đúc khô bà báp xá út chá vô. Bà bành chê phú rí sô cá dí ra. Ná năng cá dí ra, phú ná phú năng. Ná tăng hí chằn đằng cá dí ra thá, đúc khô bà bát xá út chán vô. Nếu người làm điều ác, chớ tiếp tục làm thêm, chớ ước muốn điều ác, chứa ác tất chịu khổ. Nếu người làm điều ác, chớ tiếp tục làm thêm, chớ ước muốn điều ác, chứa ác tất chịu khổ. Bản dịch của Hòa Thượng Minh Châu. Tại chê tá quá ná quý hà rá. Đức Phật nói lên câu kệ trên liên quan đến một thầy tỳ khu tên là Xê Giá Sắc Cá, không có được sự an vui trong đời sống phạm hạnh. Hòa Thượng làm theo lời của thầy mình là trưởng lão Lô Lô Ú Đa Dí đã lặp đi lặp lại một hành động sai lạc, mà qua đó Đức Phật đã ban hành giới luật liên quan đến tội tăng tàn. Sang Kha Đí Sê Xá A Pát Tí.
Đức Phật quở rầy thầy không nên tiếp tục với hành động sai quấy đó. Ngài khuyến cáo rằng quả thật nghiệp quấy như vậy, dù trong hiện kiếp hay kiếp vị lai, đều dắt người vào vòng luân hồi khổ não hết. Và Cẩm Vân đã đọc bài xong, muốn mời bạn trai của Christina. Con kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo, con kính đảnh lễ quý sư, quý bà, quý cô tư nữ. Con kính chào đạo tràng, con xin phép được đọc bài câu pháp cú số 116. Apitare kakanyane papachitang niwaraye dantan hikaroto punyang papas ninramati manu. Hãy gấp làm điều lành, ngăn tâm làm điều ác. Ai chậm làm việc lành, ý ưa thích việc ác. Của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Avithare tha thanyane papachintang niwaraye dantanhi karunto punyang papasmin ramantanu. Hai vợ chồng kia, mỗi người chỉ có riêng một cái quần và một cái áo chung chia nhau mặc. Lúc vợ mặc thì chồng không mặc, lúc chồng mặc thì vợ không. Ngày kia, người chồng mặc áo đi nghe Đức Phật thuyết pháp và lấy làm thỏa thích, phát tâm muốn dâng cái áo duy nhất vợ chồng anh. Nhưng lúc ấy, anh bị tâm luyến ái chế ngự. Suốt đêm anh chiến đấu, chống lại vị kỷ của mình. Cuối cùng anh reo lên, ta đã thắng, và chạy đến dâng cái áo. Câu chuyện đến tai vua, vua khen ngợi và ban thưởng cho anh xứng đáng. Sau đó, Đức Phật đã giải thích qua sự việc của ông Bà La Môn có quả trổ xanh tức thì. Nếu như ông bố thí không bị luyến ái cản trở, thì quả trổ xanh còn thù thẳng hơn. Bởi thế, trong việc tạo thiện nghiệp, hệ tâm chỉ nên muốn làm lúc nào, nên làm ngay lúc ấy, đừng trì hoãn. Làm lành mà chậm trễ, thì quả phước phát sanh chậm trễ. Do đó, khi tâm vừa muốn phát sanh, muốn tạo thiện nghiệp, thì phải nên làm ngay lập tức, đừng hẹn lại. Dạ thưa con, đã đọc xong. Con kính tri ân quý sư, quý bà, quý cô, thưa nữ và đạo tràng. Con kính mời vị kế tiếp ạ. Dạ, Nam Mô Bích Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Con kính đảnh lễ thượng tọa Minh Hạnh, để Đức Tịnh Đạt, để Đức Tệ Giúp. Con kính đảnh lễ của Thượng Tệ Nhiên, con kính đảnh đạo với anh chị trong đạo tràng. Con thích kể câu kinh Pháp Cú số 117. Bà Pháp Thế Vô Thị Sô Ca Di Sa Nanang kaya bu nap bu nang na tang hi chang dang kaya pa dukho pa ba sa thu sa yo. Nếu người làm điều ác, chớ tiếp tục làm thêm, chớ ước muốn điều ác, chứa ác tất chịu khổ. Đó là khổ thơ của Hòa Thượng Thích Minh Châu tại Cetavana Uy Hara. Đức Phật nói lên câu kệ trên liên quan đến một thầy tỳ khưu tên là Sayasaka, không có được sự an vui trong đời sống phạm hạnh và thường làm theo lời của thầy mình là trưởng lão Lô Ú Đa Dí, đã lặp đi lặp lại một hành động sai lạc mà qua đó Đức Phật đã ban hành giới luật liên quan đến tội tăng tàn Sankha Disesa Abhapatti. Đức Phật vỡ rầy thầy không nên tiếp tục cái hành động sai quấy đó. Ngài khuyến cáo rằng quả thật nghiệp quấy như vậy, dầu trong hiện kiếp hay kiếp vị lai cũng đều dắt người vào dòng luân hồi khổ não.
Dạ, cảm ơn chị Đăng Đông đã mất bài ạ. Dạ, xin mời Vinh Quách Thanh Á. Sa thu sa thu lần thầy xin chân đạo. Nam mô Phật Tha Ya, Nam mô Tham Ma Ya, Nam mô Sang Kha Ya, kính đảnh lễ bàn bảo Đức Phật, giáo pháp của chư tăng, kính đảnh lễ chư đại đức tăng trong đạo tràng. Dạ, kính chào quý tu nữ cùng toàn thể các quý đạo hữu trong room ạ. Con xin được kể kinh pháp cú số 113 là kính tri ân đại đức Tịnh Đạt. Xin cả cô tu nữ như pháp cho biết nghe rõ. Dạ, kính mời Vinh cầm mic trở lại và thưa Vinh ạ. Dạ, kính chị cô tu nữ như pháp làm sao tự nhiên đơn. Alo, dạ, dạ, cảm ơn xin cộng đồng cô tu nữ như pháp, cô tu nữ tự nhiên. Dạ, con xin được kể lại. Bùn nhân chê bù rì sô ca dì ra, ca dì ra nàng bù nạp bù nàng. Tami chandang kajiratha sukho punyasa ukchayo. Punyanche puriso kajira kajiranang punapunang. Tami chandang kajiratha sukho punyasa ukchayo. Nếu người làm điều thiện nên tiếp tục làm thêm hai ước muốn điều thiện, chứa thiện được an lạc. Bản dịch của Ngài Minh Châu. Một bà tín nữ tuy nghèo nhưng giàu tâm đạo, đã hữu duyên cúng dường vật thực đến một tăng A-la-hán, ngài Mahakassapa. Ngay sau đó không lâu, bà bị rắn cắn, bà chết và tái sanh vào cảnh trời. Nhờ công đức đã tạo từ nhân nhàn cảnh ấy vị trời. Trước kia là bà tín nữ nghèo, trở xuống lau dọn tỉnh thất cho ngài Mahakassapa để tri ân và tăng trưởng thêm phước báu. Nhưng ngài Mahakassapa ngăn cản không cho bà buồn. Đức Phật thấy vậy khuyên dạy và sách tấn bà về việc siêng năng tạo chữ. Các công đức là cách làm dẫn đến sự an vui ngay trong kiếp này và trong những kiếp vị lai nữa. Dạ, con xin được hết. Dạ, kính mời cô tu nữ tùy duyên ạ. Dạ, sa thú lành thay, dạ cảm ơn Vinh. Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Con thành kính đảnh lễ chư tôn đức, kính lễ thượng tọa minh hạnh, đại đức Tịnh Đạt, đại đức Tuệ Đức. Kính lễ quý cô tu nữ và thân chào quý thiền nam tín nữ. Dạ, tự nhiên xin kể câu kinh pháp cú số 118 luôn ạ. Nhà Đặng Đông có thể bắt chỉnh bài dùm cho tự nhiên được không ạ? Alo, alo. Dạ, cảm ơn Quỳnh. Bùn nhanh chê bù rì sô ca y ra. Ca y ra năng bù nạp bù năng. Tâm hi chan đăng ca di ra tha su khô buôn nhã sa úc cha yô buôn nhân chê bú đi sô ca di ra ca di ra năng bú nạp bú năng tâm hi chan đăng ca di ra tha su khô bùn nhã sa úc cha vô. Nếu người làm điều thiện
nên tiếp tục làm thêm. Hãy ước muốn điều thiện, chứa thiện được an lạc. Phổ thơ Hòa Thượng Thích Minh Châu. Một bà tín nữ tuy nghèo nhưng giàu tâm đạo, đã hữu duyên cúng dường vật thực đến một vị thánh A-la-hán là Ngài Mahakassapa. Ngay sau đó không lâu bà bị rắn cắn, bà chết và tái sanh vào cảnh trời nhờ công đức đã tạo. Từ nhàn cảnh ấy, vị trời trước kia là bà tín nữ nghèo trở xuống lao dọn tịnh thất cho Ngài Mahakassapa để tri ân và tăng trưởng thêm phước báo. Nhưng Ngài Mahakassapa ngăn cản, không cho bà buồn. Đức Phật thấy vậy khuyên dạy và sách tấn bà về việc siêng năng tạo trữ các công đức là cách làm dẫn đến sự an vui ngay trong kiếp này và trong những kiếp vị lai nữa. Dạ hết. Dạ cảm ơn chị Lâm và huynh Bách Thanh Á. Dạ bây giờ tự nhiên kính mời bàn tay. Tự nhiên không thấy bàn tay của ai hết. Vậy bây giờ tự nhiên xin xuống mic kính mời. À có Nguyên Tịnh nè. Nguyên Tịnh lên đọc bài nha. Kính mời Nguyên Tịnh ạ. Nam mô Bụt Tha Giá. Dạ sa thủ kính cảm ơn cô tu nữ Tệ Duyên. Dạ thầy Nguyên Tịnh cố gắng lắm mà cứ rất bích hoài. Dạ bây giờ Như Pháp thấy có Thanh Thủy vào. Thanh Thủy ơi, Thanh Thủy có thể, dạ con tri ân sư, Thanh Thủy có thể đưa bàn tay xinh đẹp của mình lên không? Thanh Thủy ơi, bữa nay ôm câu Phật cú 116 đến 118, mời Thanh Thủy nha. Bây giờ Nguyên Tịnh rất mít cầu mấy chục lần luôn, rất nét cầu mấy chục lần luôn. Dạ, anh Thủy ơi, anh Thủy có nghe được âm thanh của Như Pháp không? Có thể ôn bài không? Trời, mời Thanh Thủy nha. Dạ, xin cảm ơn cô Như Pháp. Dạ, con Thanh Thủy, con kính lễ chư tôn đức tăng ni kính chào quý đạo hữu. Dạ, con xin ôn bài. Dạ, con xin đọc câu 116. Apithare Thakkanyane Papa Chittang Niwaraye Dan Hang Hikaruto Punyang Pa Basmin Brahmati Mano. Hãy gấp làm điều lành, ngăn tâm làm điều ác, ai chậm làm việc lành, ý ưa thích việc ác. Bản dịch của người và thường thích như sau. Một trăm mười sáu, hai vợ chồng kia mỗi người chỉ có riêng một cái quần và một cái áo chung chia nhau mặc. Lúc vợ mặc áo thì chồng không mặc, lúc chồng mặc thì vợ không. Ngày kia Phật pháp và lấy làm thỏa thích, phát tâm muốn dâng cao
chiến đấu chống lại tánh dị kỷ của mình. Cuối cùng anh reo lên, ta đã thắng, và chạy lên vâng cái áo. Câu chuyện đến tay vua, vua khen ngợi và ban thưởng anh xứng đáng. Sau đó Đức Phật lại giải thích qua sự việc của ông Bà La Môn có quả trổ sanh tức thì. Nếu như ông bố thí không bị luyến ái cản trở thì quả trổ sanh còn thù thắng hơn. Bởi thế trong việc tạo thiện nghiệp, hãy tâm khởi lên muốn làm lúc nào nên lập ngay lúc ấy, đừng trì hoãn làm rành, mà chậm trễ thì quả phước phát sanh cũng chậm trễ. Do đó khi tâm vừa muốn phát sanh một thiện nghiệp thì phải nên làm ngay lập tức, thực hiện lại. Dạ con đã đọc xong dương sự, dạ con xin đọc lại cái câu pháp cú này. Avithare Thakkanjane Papa Chittam Niwa Haye. Đan thanh hi karo to punyan pa pasmin lamati mano apithare thakam yane papa chitam niwaraye. Đan thanh hi karo to punyan pa pasmin lamati mano. Dạ con đã đọc xong, con kính tri ân đạo tràng. Sau đây kính gửi mít lại cho đạo tràng. Dạ sa thủ kính cảm ơn Thành Thủy. Nam mô Bích Tha Giá. Dạ một lần nữa con thành kính đảnh lễ tri tôn đức Diệu Pháp, kính chào đạo tràng. Dạ cảm ơn Thành Thủy. Dạ con tri ân sư đã cho con biết được tín hiệu. Dạ chắc có lẽ là nguyên tịnh không có cảm bích được rồi. Dạ con xin được ôn bài ạ. Câu pháp cú kinh số 118, nhà Vinh Vatana cho bài học. Như pháp 118 á, dạ cảm ơn Vinh. Bồn nhanh chê bú đi sơ ca di ra anh năng bồn nắp bồn nặng tâm hì chạnh đăng ca di ra thật sự khô bồn nhà sơ út cha dơ. Bồn nhanh chê bú đi sơ cái di ra năng bồn nắp bồn năng tâm hì chạnh đăng cái di ra thật sự khô bồn nhát cha út cha dơ. Nếu người làm điều thiện nên tiếp tục làm thêm, hãy ước muốn điều thiện chưa thiện được an lạc. Và đây là bản chuyển ngữ của Ngài Hòa Thượng Minh Châu, và con xin được kể. Bồn nhắn chê bu rì sợ ca di ra năng bù nập bu năng tầm hỷ chanh đăng ca di ra tha sự khô bình nhanh cha uột cha vô. Bình nhanh chê bu rì sợ ca di ra năng bù nập bu năng tầm hỷ chanh đăng ca di ra tha sự khô bình nhanh cha uột cha. Một tính vào tâm đạo đã hữu duyên cúng dường vật thực đến một vị thánh tăng A La Hán là ngài Mahakassapa. Ngay sau đó không lâu bà bị rắn cắn, bà chết và tái sanh vào cảnh trời nhờ công đức đã tạo. Từ nhàn cảnh ấy, vì trời trước kia là bà tín nữ nghèo trở xuống lau dọn tịnh thất cho ngài Mahakassapa để tri ân và tăng trưởng thêm phước báo. Nhưng ngài Mahakassapa ngăn cản không cho. Bà buồn, Đức Phật thấy vậy khuyên dạy và sách tấn bà về việc siêng năng tạo trữ các công đức và cách làm dẫn đến sự an vui ngay trong kiếp này và trong những kiếp bị lai nữa. Dạ, duyên sự đến đây đã hết. Nam mô Bụt A Di Đà. Con chọn câu 118. Con thấy
Hình như này là câu chót nên ít người để ý. Có huynh Bách Thanh Á và cô tu nữ Tây Duyên, nên con xin chọn câu này để cho nó điều hòa trong ba câu. Và cũng là tốt, như này con chỉ không có nhớ dư sự lắm, nhưng mà con chỉ nhớ câu của Ngài Hòa Thượng Minh Châu: nếu người làm điều thiện nên tiếp tục làm thêm, hãy ước muốn điều thiện cứ thiện được an lạc. Dạ, khi mà con làm điều thiện gì thì con thấy việc khác con vẫn thích làm, con rất rất là thích làm điều thiện, không hiểu như thế nào nhưng mà cứ là thích làm thôi. Và thấy chuyện gì nó đến tai thì phải làm liền, vừa thấy là phải làm liền, giống như câu trên là để sợ mình tâm bất thiện mình sẽ trỗi lên, tâm keo kiệt mình sẽ trở lên thì mình không còn kịp làm. Nam mô Bụt Tha giá, con thành kính đảnh lễ tri ân chư tôn đức và như pháp, kính cảm ơn đạo tràng. Và con cũng xin thay mặt đạo tràng kính tri ân này tịnh đạt rất nhiều ở buổi ôn tập ngày chủ nhật, là chúng con rất được sự lợi ích, mình nghe lời học lời con thấy rất là an vui. Và bây giờ thì con xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ cung thỉnh đại đức Tịnh Đạt kết thúc về những duyên sự này để chúng con được học thêm. Và con kính nhân mít đến sư. Nam mô Bụt Tha. Dạ. Dạ sa thú, sa thú lần thai. Và một lần nữa kính tri ân chư tăng và tất cả quý vị đã tham gia diễn đàn Phố Cuối Kinh và cũng như là cái buổi sinh hoạt ôn tập cuối tuần. Không biết là ôn tập cuối tuần mình đến 118 rồi, là không biết được bao nhiêu buổi rồi, chắc cũng trên 10, mình là một buổi ba câu thì chắc cũng được mười mấy buổi. Ủa? Hơn chứ. Tại vì mấy buổi đầu thì chúng ta sẽ ôn không nhớ là được bao nhiêu buổi rồi, nhưng mà tính ra thì cái buổi ôn tập cuối tuần là cái buổi giống như là phát sanh, nó có cái sinh hoạt cũng bất ngờ, không có sắp xếp trước, bởi vì chúng ta còn trống một cái ngày chủ nhật. Mà cái ngày chủ nhật đó thì trước khi mà có cái buổi ôn tập cuối tuần thì thường là sẽ là cái ngày trống và không có cái sinh hoạt, chỉ là các vị lên để mà mở lại những cái thời pháp bài học cũ trước. Thì như vậy thì không các vị đến tham gia diễn đàn nhưng mà không được có cái bài học thì cũng thấy tiếc. Cho nên chúng ta sẽ có cái buổi sinh hoạt ôn tập này, và cũng mong rằng là cái buổi ôn tập này cũng mang lại nhiều cái lợi ích. Thứ nhất đó là chúng ta có cái cơ hội có thêm một cái cơ hội để mà đọc lại cái lời Phật dạy. Cũng giống như Tịnh Đạt nói là nếu chúng ta nhìn sâu hơn, rộng hơn thì đây là cái cách làm mà các ngài thánh tăng, các ngài trưởng lão khuyến khích, đó là trùng tụng lại cái lời Phật dạy. Lời Phật dạy được nhiều người trùng tụng, được nhiều người thuộc, được nhiều người nhắc đến thì giáo pháp của Đức Phật sẽ được duy trì, sẽ được lan rộng và mang đến nhiều cái lợi ích cho những ai biết tới, những ai nghe tới, những ai thực hành. Thì đây là một cái việc mà là một cái buổi ôn tập thôi, nhưng mà nó lại có một cái kết quả. Nếu chúng ta nhìn rộng hơn, sâu hơn, xa hơn thì nó là một cái công đức rất là lớn. Cái thứ hai nữa đó là mỗi khi mà chúng ta nghe giảng dạy các ngày trong tuần đó, thì đôi khi chúng ta lại bị quên đi cái phần duyên sự. Tại vì cái phần duyên sự này Tịnh Đạt thực sự ra rất là đặc biệt nhấn mạnh cái phần duyên sự. Bởi vì chúng ta biết rõ cái nguyên nhân
cái trường hợp xảy ra của câu kệ ngôn pháp cú mà Đức Phật ngài muốn ngài thuyết lên. Bởi vì thiếu cái nguyên nhân á, thì chúng ta cũng như là thiếu cái bối cảnh á, thì chúng ta lại mất đi cái ý nghĩa ngài thuyết như vậy là lý do tại sao ngài thuyết cái câu này. Cái thứ hai, trong cái bối cảnh đó, chúng ta học cái kinh nghiệm thực tế của các cái vị tiền nhân phía trước, đi trước, các vị gặp những cái khó khăn, những cái trở ngại, và sau đó thì nghe lại cái lời khuyên của Đức Phật, cho nên mới được cái sự tỉnh ngộ. Cái ngày hôm nay thì chúng ta học phẩm ác, giống như Tịnh Đạt có trình bày, chúng ta gọi là phẩm ác, tại vì đây là những cái câu kệ ngôn trong cái phẩm được gốt, được xếp lại với nhau, liên quan đến cái việc mà Đức Phật nói về cái điều thiện, về cái điều ác, chứ không phải là cái phẩm này là cái phẩm không tốt nè, cái phẩm không tốt nè. Cái phẩm này phải nói ra rất là gần gũi với cái đời sống của mình, rất là gần gũi, tại vì đây là những cái việc mà chúng ta hành động thường ngày qua thân khẩu ý. Và cái phần duyên sự cũng như là ý nghĩa của cái ba câu kệ ngôn này thì có một cái điều liên quan cái điều thiện, điều ác ở câu số 116 đó. Ở một câu số 116 mà liên quan đến cái ông bà La Môn mà ông có nghèo đến nỗi mà không có cái tài sản gì quý giá mà bằng cái áo thôi. Cái áo thì mình nói là cái áo, nhưng mà thật sự ra ở bên Ấn Độ thì cái áo tròn đó mà, thì hay giống như là cái bộ đồ vía của Việt Nam mình vậy đó, bình thường mặc đồ này đồ kia, đồ cũ đi làm đi vườn vất vả dính bùn dơ, nhưng mà có một đồ bộ đồ vía, tức là đi để đi ăn đám, để đi lễ hội, kia bộ đồ vía. Thì ông đến nghe pháp, ông hoan hỷ quá, ông muốn cúng dường cái bộ đồ vía của mình, bộ đồ tốt nhất của mình, tài sản lớn nhất của hai vợ chồng. Nhưng mà do là ông chần chờ có nên hay không, cúng vậy thì còn gì đâu mặc. Cuối cùng là ông cũng chiến thắng được cái chần chờ đó, rồi ông đem cúng dường Đức Phật. Thì cái chỗ này đó, Đức Phật ngày mới nói rằng đó là nếu mà khởi lên cái tâm thiện cúng dường đó, hãy cố gắng làm liền, đừng có chờ đợi. Cái điểm này quý vị rằng làm liền đừng có chờ đợi, nó có nhiều cái để mà nói. Bởi vì chúng ta thường chúng ta đi bố thí cúng dường hoặc là làm các công đức đó, chúng ta đến chùa hay là chúng ta giúp đỡ những người nghèo khó khăn, đi từ thiện, chúng ta làm nhiều công đức lắm, làm nhiều công đức lắm. Nhưng mà cái công đức mà chúng ta làm đó, có nhiều cái yếu tố để mà chúng ta cần phải chuẩn bị. Khi mà chúng ta chuẩn bị đầy đủ những cái yếu tố đó thì phải nói rằng cái công đức rất là thù thắng. Cái điều thứ nhất đó là cái vật thí, cái món đồ mà chúng ta đem cho đó thì phải là món đồ trong sạch, từ cái công sức thù lao, từ cái việc làm chân chánh, thì cái món đồ đó nó là cái món đồ trong sạch. Tiền tài của cải, món ăn vật thực có được nhờ cái công việc chính đáng. Cái thứ hai là cái đối tượng để mà chúng ta giúp đỡ, chúng ta bố thí, thì cái đối tượng trong cái bài kinh phân biệt thí đó, thì cái đối tượng tốt nhất đó là những vị có giới đức. Đối tượng là tăng chúng, là những vị có cái giới đức, giới hạnh, cái đạo đức tốt hơn là những người bình thường, có rèn luyện về gìn giữ thân khẩu ý. Cái điều thứ ba đó là cái tâm lý thí. Và cái tâm lý này là cái điều mà nó gần giống như là câu số 116, tức là cái tâm lý thí, cái tâm muốn làm, cái tâm muốn bố thí, cái tâm muốn giúp đỡ, cái tâm muốn khởi lên cái ý muốn để mà làm công đức.
phải nói là cực kỳ là khó. Người đi chùa, người hiểu đạo, mình đôi khi mình cũng khó khởi lên cái tâm, cái tâm mà giúp đỡ, cái tâm làm công đức, huống chi là cái người mà ít có khi đi chùa. Cho nên á, Đức Phật này nói trong cái câu số 116 đó là khi mà khởi lên cái tâm ý mà muốn làm á, thì hãy làm liền, đừng có chờ, cũng như là đừng có chần chừ. Và trong cái ý nghĩa này đó, có hai cái yếu tố, có hai cái hướng mà chúng ta cần phải để ý. Thứ nhất, chúng ta đang chần chừ, đang muốn cho được làm liền vì chúng ta muốn được cái trổ quả phù do cái công đức mình đã tạo. À, đó là ý thứ nhất. Cái ý thứ hai là cái tâm lý bố thí, cái tâm lý làm công đức để dứt trừ cái phiền não. À, cái việc mà khởi lên cái tâm thiện để mà dứt trừ cái phiền não đó, nó khó lắm. Mình khởi lên tâm thiện để mà mình nhận lại cái quả tối thắng, tối thượng hay là càng sớm càng tốt đó, đã ra khó rồi. Mà bây giờ mình khởi lên cái tâm thiện, khởi lên cái việc mà xả bỏ vật chất, khởi lên cái việc mà xả bỏ cái ganh ghét, ganh tị, thì nó khó lắm, nó cực kỳ khó. Cho nên khi mà một cái khoảnh khắc nào đó chúng ta sẽ khởi lên, chúng ta đi chùa, chúng ta nghe pháp, chúng ta đọc kinh, đọc sách, thì một lúc nào đó chúng ta sẽ khởi lên những cái tâm lý đó, chắc chắn là có. À, khi mà kinh tế chúng ta ổn định, khi mà sức khỏe chúng ta đang khỏe, khi mà cái ngày đó là cái ngày đẹp trời, khi cái ngày đó là cái ngày chúng ta cảm thấy vui vẻ, thì cái tâm lý khởi lên cái việc tâm thiện nó là dễ. Và hãy cố gắng làm theo lời Phật dạy, đó là những cái khoảnh khắc đó đó nó khởi lên là chúng ta chụp liền, là chúng ta hãy cố gắng bằng mọi cách trong những cái khoảnh khắc đó, trong những cái thời gian đó, hãy cố gắng để mà làm các công đức. Bởi vì nó có khởi lên nhưng mà hiếm lắm, bởi vì nó còn nhiều cái yếu tố điều kiện xung quanh nó tác động. Ví dụ như bây giờ kinh tế chúng ta đang thiếu hụt, hoặc là sức khỏe chúng ta đang nó không có tốt, hoặc là cái trời ngày hôm đó là lạnh quá, nóng quá, thì mà khởi lên cái tâm mà giúp đỡ, đi ra ngoài đường để giúp đỡ, đi từ thiện hay đi chùa cúng dường, nó khó khởi lên đó. Cho nên khi mà nó khởi lên đó, là chúng ta phải chụp liền, chúng ta phải làm liền, đừng có chần chờ là nó sẽ mất. Và nó mất là nó mất luôn, nó mất dần dần nó mất luôn. Nhưng mà nếu mà chúng ta nuôi á, khi mà nó khởi lên chúng ta nuôi, làm liền, nuôi dưỡng, làm liền thì cái tần suất nó lên càng nhiều. Càng nhiều. Cho nên ba cái điều kiện mà để mà làm cái công đức đó, hay là chúng ta nói đề cập nhiều nhất là cái việc mà bố thí đó, thì cái vật thí dễ kiếm, dễ có. Đối tượng thí dễ kiếm, dễ có. Nhưng mà cái tâm lý thí là cực kỳ là hiếm. Bởi vì nhưng mà cực kỳ hiếm nó không có nghĩa là không có. Và trong ba cái điều kiện đó thì cái tâm lý thí đó là chúng ta có thể chủ động được, là chủ động được, chúng ta có thể tác động. Còn cái đối tượng hay là cái vật thí thì chúng ta dễ tìm, dễ kiếm, nó không có quan trọng bằng cái tâm lý. Bây giờ có đối tượng, có vật thí, có nhiều người giàu có nhiều người có điều kiện, nhưng mà ta không biết làm thiện, người ta không biết cúng dường, thì nó cũng như vậy thôi, cũng như không à. Thì câu 116 có một cái ý nghĩa rất là gần gũi với cái đời sống của mình, rất là gần gũi với đời sống của mình. Và cái ông mà Bà La Môn mà ông chiến thắng được bản thân mình á, nó có một cái ví dụ như thế này nè. Bởi vậy trong cái Phật mà cái phần mà bố thí cúng dường nó không có dựa trên cái phần mà bố thí cúng dường làm các công đức á, để mà có cái quả trổ sanh thù thắng, nó không dựa trên cái phần là cái giá trị của món đồ. Bây giờ quý vị để ý ha. Bây giờ có một cái hai người đi đến để cúng dường. Một người á
trong túi có 1 triệu đồng, họ cúng dường 100 ngàn. Một người trong túi có 100 ngàn, họ cúng dường 50 ngàn. Hỏi chứ cái tâm lý người nào mạnh hơn, cúng dường mạnh hơn? Thì mình thấy cái giá trị của cái người mà cúng dường 100 ngàn với cái người cúng dường 50 ngàn, cái giá trị nó cao hơn, đúng không? Nhưng mà so với cái tâm lý để mà dứt bỏ, để mà quan hỷ, để mà cúng dường, quý vị chưa chắc là cái người cúng dường 100 ngàn nó cao hơn. Bởi vì 100 ngàn so với 1 triệu trong túi thì nó có 10% thôi. Còn cái người mà có 100 ngàn mà cúng dường 50 ngàn, tức là 50%, 50% cái tài sản của họ mà có, thì cái giá trị về cái việc mà tâm lý nó đương nhiên nó sẽ cao hơn. Dám bỏ ra 50% tài sản của mình. Còn cái người kia thì 10% tài sản của mình. Cho nên cái đó là một cái ví dụ nhỏ để chúng ta đừng có xét cái tâm lý nằm trên cái giá trị vật chất. Đương nhiên thì cái người mà cúng dường cái giá trị vật chất cao, cái tâm lý họ cũng rất là cao. Nhưng mà để so sánh để cho chúng ta thấy rằng cái người đôi khi cúng dường cục kẹo hay là miếng bánh, chúng ta thấy cúng dường như vậy thì công đức không có nhiều, nhưng mà thật sự nó chưa thể giá được. Đôi khi chúng ta thấy như vậy, nhưng mà đó là cả một ngày công của họ. Giống như Tịnh Đạt có kể hôm trước đó, một cái vị sư mà đi bát mà cúng dường một cái bát cơm thì rất là bình thường đối với mình. Mình có thể cúng dường cả một cái hội chúng, cả 50 người, cả 100 người cái phần cơm đó. Nhưng mà cả một ngày, một buổi sáng để mà bỏ công đi khất thực nhiều nơi, nhiều nhà với công sức của mình, và cúng dường cả một cái phần bát cơm đó, là cả một cái tấm lòng, cả một cái tấm lòng và cả một cái buổi công sức của mình, thì phải nói rằng cái tâm lý nó rất là cao. Cho nên nhìn cái hình ảnh nó rất là hoan hỷ. Thì để đúc kết cái phần ôn tập này thì phải nói rằng cái câu số 116, cái phần đó chúng ta nên để ý. Khi mà làm các công đức, làm các việc thiện thì cái tâm lý hãy quan trọng về cái phần lý. Khi mà mình quan trọng về phần tâm lý thì đối với cái vật thí và cái đối tượng thí đó, đôi khi nó không quan trọng bằng cái tâm lý như là cái người đang muốn dứt bỏ cái phiền não, đang dứt bỏ cái tánh sang tham. Khi mà mình khởi lên cái tâm mà bố thí để xả tài đó, thì cái đối tượng nó không còn quan trọng nữa, hay là cái vật thí nó không còn quan trọng nữa, mà làm sao để mà nó bỏ đi cái sự dính mắc ở trong tài sản, ở trong gia đình con cái, ở trong mà làm cho mình bị dính mắc, bị luyến ái, thì cái đối tượng hay là cái vật thí nó không còn quan trọng, nhưng mà cái tâm tiêu thí nó rất là quan trọng. Thì qua ba câu kệ ngôn này thì Tịnh Đạt xin có vài cái chia sẻ để đúc kết cái bài học ngày hôm nay. Và tuần sau thì thưa quý vị rằng chúng ta sẽ tiếp tục câu kệ ngôn pháp cú số 119, 120. Nhóm câu kệ ngôn này thì liên quan đến cái duyên sự Anathapindika Sethi, ông trưởng giả cấp cô độc. Câu số 121 liên quan đến vị tỳ khu khinh giới nhỏ Asanyata Parikhara. Câu số 122 là ông bá hộ chân mèo Pilalapada Kasethi. Thì chúng ta có 3 câu chuyện duyên sự, nhưng mà đến 4 câu kệ ngôn của pháp cú. Như vậy tuần sau chúng ta sẽ ôn câu số 119, 120, 121 và 122. Dạ, xin các vị quan hỷ lưu ý để chúng ta có phần chuẩn bị. Dạ, sa thú lành thai. Một lần nữa con xin kính tri ân chư tăng và tất cả quý vị đã tham gia diễn đàn cũng như là lớp ôn tập cuối tuần ngày chủ nhật.
kính chúc sức khỏe Chư Tăng và mến chào quý vị. Nam Mô Bụt Thầy Giác. Kính mời cô Cẩm Vân trở lại với diễn đàn. Dạ, sa thú lành thay, chúng con kính tri ân Đại Đức Tịnh Đạt đã hướng dẫn chúng con ôn tập cuối tuần ngày hôm nay. Và chúng con kính tri ân Đại Đức Tịnh Đạt. Và con kính thỉnh thường tọ minh hạnh chúc phúc cho rung chúng con được trọn vẹn phước báo. Và con kính dân mít đến thường tọ minh hạnh. Bhagavad tu sapa mangalang rakhan tu sapa de mata sapa buddha nukha vena sada sati hoan tu te. Bhagavad tu sapa mangalang rakhan tu sapa de mata sapa hamma nukha vena sada sati hoan tu te. Bhagavad tu sapa mangalang rakhan tu sapa de mata sapa sangha nukha vena sada sati hoan tu te. Các anh vô hạn có đến người cầu xin chư thiên hộ trì đến người, do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo pháp, do nhờ oai đức của chư tăng, ca sự thành lợi thường thường đến người, cầu xin cho hóa của tâm tinh thành tam bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Dạ, sa thú lành thay. Dạ, sa thú lành thay, chúng con kính tri ân. Chúng con được thọ trì quy giới ôn bài vạn. Và chúng con kính tri ân chư Đại Đức Tăng, kính mời quý Phật tử cùng cảm dân hồi hướng. Ya dewa ta santi vihara vani ya re ta hin ta hin ta tham